Nếu như các bạn đang hỏi mình có chai nước hoa nào ngon ngay từ khi xịt ra và về sau nó vẫn ngon hay không, ngon ở đây là từ về mùi cho đến cả về phần giá cả, thì xin được giới thiệu Đắc của The Good Collection, một trong những chai nước hoa mà anh em mình đề nghị review rất là lâu mà tôi cứ hứa lên hứa xuống. Nhưng thôi, bây giờ thì không thể nào làm một chàng trai họ hứa được. Quá chuẩn luôn. Là tôi hôm nay sẽ review mùi hương này cho các bạn xem là nó có đáng mua hay không, và quan trọng là nó sẽ sử dụng vào cái thời điểm như thế nào nhá. Đầu tiên mình sẽ định nghĩa tất cả những cái mặt ngon của chai nước hoa này cho các bạn. Đầu tiên là một cái giá rất rẻ, khoảng tầm trên dưới 1 triệu đồng, chắc là tầm trên 1 triệu đồng cho chai này, là chai 100ml. Vâng, chính xác là đây là chai 100ml. Và các bạn sẽ nhận được một cái thiết kế vô cùng hoàn thiện, hoàn chỉnh, chỉn chu về tất cả mọi mặt. Một cái chai các bạn nhìn như thế này, làm rất chắc chắn. Cái đế cũng là thủy tinh hai lớp, rất là dày. Cái tiếp theo đó là cái phần nắp này, thì cái này là bằng gỗ luôn nhá, cái nắp này bằng gỗ nhá. Và cái phần nắp này cũng là nắp hút 5 châm. Phải gọi là đây là một cái thiết kế quá đỉnh cho một chai nước hoa 1 triệu đồng. Vâng, 1 triệu đồng. Mà thật là nhìn nó phối màu ấy, ở dưới kiểu trắng thủy tinh, xong rồi ở trên hơi kiểu mở phần giữa giữa hơi kiểu nửa nửa vàng, xong rồi tem vàng lên trên đen đen. Nó thật là tôi nhìn cứ như cái bộ cao cấp của nhà YSL ấy, xịn xò vai. Phải nói rằng là thiết kế quá đẹp, ngon về phần thiết kế đã nhá. Cái ngon thứ hai đó là về thương hiệu The Good Collection này. Đây là một cái thương hiệu thì cũng khá là non trẻ thôi. Hình như mình nhớ không nhầm là tầm 2015, khoảng tầm đấy thì nhà nước hoa này ra mắt. Và nhà nước hoa này có một công ty mẹ lớn, cũng hợp tác với rất là nhiều những cái công ty khác làm những cái sản phẩm nít. Mình sẽ để một vài cái tên thương hiệu nít đây, tại vì hiện tại thì mình không nhớ rõ lắm. Và cái thứ hai là mình cũng đọc tiếng Anh hơi kém, hay là các ông thông cảm nhá. Tôi sẽ list ra ở đây. Đó, đấy là cái xịn sò về phần thương hiệu nhá. Đừng có tưởng là làm mùi copy, là mùi clone mà ta lại không được có một cái background khủng nhá. Cái ngon thứ ba đó là về phần mùi. Phần mùi là cái mà các bạn rất quan tâm đúng không? Tại vì với 1 triệu đồng chúng ta đã nhận được một cái background khủng về thương hiệu, chúng ta đã có một thiết kế quá là ổn. Thế thì mùi ra sao? Mùi phải nói rằng em này mà khi các bạn xịt ra ấy, tôi nói thật với các ông nhá, các ông chỉ cần xịt ra thôi, các ông kiểu ngòn vai. Tôi nói thật đấy. Đây, tôi xịt ra đây cho các ông. Nhà lúc nào cũng sẵn giấy thử, xịt tạt luôn. Em này mấy ngày hôm nay test rồi, quá ngon rồi. Thực ra không muốn làm, tại vì cũng chưa muốn các bạn biết thấy chai nước hoa này nhiều, nó cũng chưa phù hợp lắm với cái thời tiết như thế này ở Việt Nam. Mở đầu phát ra, ông Hà mà thích cái vai mùi ngọt đậm phát, quật luôn, thích luôn, chắc chắn với các bạn. Cụ thể nó như thế nào? Em này khi các bạn vừa mới mặc lên người thôi, các bạn chỉ cần nó vừa xịt ra phát, các bạn nhận thấy là một cái mùi trái cây ngọt. Trái cây ngọt ở đây thì nó cũng có rất là nhiều hướng làm, nhưng mà ấy với Đắc này thì với mình ngửi thì mình thấy rằng là cái trái cây của Đắc ấy, nó là mùi của táo và cam khá là rõ, nhưng mà chủ đạo vẫn là táo nhiều hơn. Và cái nét ở đây nó không phải là cái nét nước táo tươi, mà mình có cảm giác một phần nào đó hơi nó hơi giống cái siro, nhưng mà ở đây nó được pha loãng đi khá là nhiều rồi để giảm cái độ ngọt quá là nồng. Và cái thứ hai đó là mùi của lavender. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng là cái tông mùi lavender cùng với táo nó rất là quen thuộc ở nhiều chai nước hoa như kiểu Eros, như kiểu là YDP. Nhưng ở đây thì thực sự nó khắc bọt, nó mượt mà. Và cái nét của lavender đây nó làm cho cái quả táo đây nó cảm giác nó hơi kiểu rồm rộp ấy. Đó là hai cái cảm nhận của mình. Và cái nét ngọt đây thì nó cũng kiểu rất là hút mũi những người trẻ ngay từ ban đầu. Sau khoảng tầm 15 cho đến 20 phút thì dần dần các bạn sẽ nhận thấy rằng là cái mùi của cam và mùi của táo nó sẽ dịu dịu bớt xuống, và các bạn nhận thấy cái tông mùi ngọt nó xuất hiện. Cái nét ngọt này thực ra thì nếu mà các bạn ngửi kỹ thì ở đầu ấy, các bạn đã cũng đã thấy rằng là nó đã kiểu chớm chớm nó lên rồi, nhưng mà mới mở đầu để cho một cái mùi có vẻ tươi, có vẻ dễ chịu với một cái mùi nó bừng sáng, thì con Đắc này làm cho cái nét trái cây ở đây nó lên rõ hơn. Mà khi mà 15-20 phút thì mình xịt ra thì mình thấy rằng là một cái mùi ngọt, và nó có cái sự chuyển mượt mà, có nghĩa là những cái
cái nước siro ở đây ấy, cảm giác nó bắt đầu nó ngấm ngấm vào trong. Lúc ấy nó không còn kiểu dính 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 nữa mà nó kiểu thấm vào trong cái da của bạn rồi. Và các bạn nhận thấy cái mùi ngọt ấm của đậu tonka có chiều sâu cả nồng nàn. Và cái thứ hai là mùi của vani. Nhưng mà cái điều hay ở đây đó là Đắc làm khá là khéo léo. Khi mà thường ấy, mình ngửi có những cái mùi mà có vani và đậu tonka ấy, thường họ sẽ rất là khó để có thể sắp xếp, đặc biệt là ở những chai nước hoa rẻ, để nó có thể mượt mà. Mà thường cả hai nó sẽ nhảy lên, nó đấm nhau, xong rồi nó tạo ra một cái mùi ngọt khé lé hay là kiểu vón cục vào vậy. Nhưng mà ở đây thì nó được xử lý khá mượt mà. Lúc đầu thì mình thấy là cái khoảng cái mùi nồng nàn và nó làm cho cái mùi hương chuyển biến từ một cái màu kiểu hơi trung tính, hơi sáng sáng, dần dần tối lại. Và các bạn thấy rằng là đậu tonka nó xuất hiện này, nó làm cho quả táo ở đây nó trở nên bắt đầu ngấm vào da hơn. Và sau khoảng tầm 2 đến 3 tiếng thì Đắc ở trên da nó lên một cái mùi bột vani và có cái xu hướng làm creamy. Nhưng mà ở đây mùi nó khá là đầm và dày tối. Và em này nếu mà các bạn ngửi ấy, thì lúc này nó sẽ như kiểu là các bạn đang rắc một cái lớp vani mỏng mỏng lên trên cái lớp nước ép nước siro táo lúc ấy mà các bạn bôi lên da ấy. Thì bây giờ các bạn rắc một cái lớp vani lên khá là hay ho, và thực sự là nó tạo cho mình đúng cái cảm giác và cái hình ảnh như thế luôn. Sau đó thì cái mùi hương này nó sẽ lên thêm một cái bay mùi gỗ nữa, và cái nét creamy này nó quyện với gỗ làm nên một cái mùi khá là nam tính, nhưng mà nó không bị già và nó không bị quá là kiểu nồng nàn như là mấy con có cái tông mùi gỗ khác. Thí dụ như kiểu vài con của nhà Lalique hay là mấy con của nhà Tom Ford, mà đây mùi nó rất là trẻ trung và ăn chơi. Mình ngửi có một phần nào đó liên tưởng tới Eros, nhưng mà nó thật là Eros về sau thì nó ngọt và nó sáng hơn và nó kiểu trẻ trâu ấy. Ở đây thì kiểu một anh chàng kiểu gia đình có điều kiện, kiểu khi mà các bạn còn đang mải mê đạp xe đạp thì tôi đã đi xe máy rồi, và khi các bạn đi xe máy tôi đã đi ô tô rồi, thì kiểu như thế. Và cái hay của Đắc của The Good Collection này đó là nó không làm mình kiểu choáng ngợp ngay từ đầu, mà nó có thể làm mình yêu ngay. Nếu như các bạn là những bạn trẻ, các bạn thích những cái vibe mùi ngọt như kiểu Eros, như kiểu EDP, như kiểu là những cái tông mùi như Zadig Vortal Zit Him, hay là những cái gu văn phòng ngọt ngọt ấy, thì các bạn sẽ chắc chắn là sẽ thích em này. Em này nó được xử lý mượt mà lắm các bạn. Nó không bị kiểu nồng nặc, hay là nó không bị kiểu quá là ngọt, quá là đậm, mà nó được blend một cách cực kỳ là nhã nhặn và cực kỳ là hài hòa. Nó khiến cho cái mùi hương ở đây thực sự là, phải nói nhào nè, từ ngon, quên mất tôi nói nó ngon mà. Nó ngon thực sự luôn ấy. Vậy thì một cái mùi ngon như này nó phù hợp với cái phong cách và cái thời điểm như thế nào để chúng ta có thể trở thành một anh chàng ngon? Ngon từ việc là sử dụng mùi ngon, giá rẻ mà lại còn phù hợp nữa. Thì mùi hương này mình đánh giá nó là một cái vai mùi để các bạn có thể đi làm văn phòng và các bạn đi hẹn hò vào buổi tối. Đó, và cái thời điểm nhiệt độ có lẽ là nó sẽ tốt nhất trong khoảng tầm từ 28 độ. Quay đầu, mình nghĩ là 30 độ thì có lẽ là mùi này nó sẽ hơi ngốc một xíu. Nhưng mà tầm 28 đến 27 độ, và đẹp nhất chắc là có lẽ tầm từ 23 cho đến 25 độ, thì Đắc này nó sẽ gây được thiện cảm rất rất tốt. Và cái mùi hương này thì mình tin là nếu như bạn chỉ là một cái người thích những cái vai mùi ngọt như mình nói lúc nãy, thì chắc chắn là các bạn sẽ thích mùi này. Mình yên tâm, mình có thể cam kết với các bạn luôn là thích Eros, thích YDP thì chắc chắn là sẽ thích mùi hương này. Đảm bảo thích La Nui, những cái thứ thì chắc chắn là sẽ thích em này. Và mùi hương này thì mình cũng có dùng vài lần, và đi ra ngoài thì mình cũng có hỏi một vài người anh em chơi mình, cũng như là một hai bạn nữ, thì mình cũng được nhận được lời khen khá là nhiều. Bảo uầy, mùi này ngửi hay thế, nó như kiểu mùi trái cây chín vậy, nhưng mà chị cảm giác ngửi nó khá là hấp dẫn, mùi kiểu đúng để đi chơi vào buổi tối. Đấy, nên là các ông cân nhắc mùi hương này để đi hẹn hò buổi tối nhá. Và cái phong cách để sử dụng cái mùi hương này như thế nào cho hợp lý thì mình nghĩ rằng là sơ mi như thế này, các bạn có thể mặc một chiếc sơ mi tối màu. Các bạn không nhất thiết là các bạn phải đóng bộ, các bạn chỉ cần mặc một chiếc quần jean hoặc là những cái chiếc kể cả quần kaki, các bạn không phải đeo thắt lưng. Cảm ơn, đừng đeo thắt lưng. Mình thấy rằng là mình thích cái kiểu mặc mà quần kaki xong rồi một cái sơ mi như này, chúng ta không cần phải đóng hết cúc áo làm gì cả cho nó khổ, tại vì nhìn nó lịch sự quá. Hoặc là các bạn có thể ăn mặc những chiếc polo cũng được,
Tóm lại là ăn mặc lịch sự, không nên là quần jogger hay là kiểu street boy hay là những cái kiểu khác, mà các bạn ăn mặc nó lịch sự chỉn chu một tí, nó lại đại khái là kiểu hơi hơi giống cái vai kiểu đi làm văn phòng ấy. Nhưng các bạn có thể mix một vài món đồ để có thể gây được sự chú ý và xịt em này, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ gây được thiện cảm rất là tốt. Mùi hương này thì có thể đi hẹn hò trong những quán bar cũng rất là ổn, độ bám tỏa thì phải nói rằng là rất rất tốt. Mình nhớ rằng là mùi hương này mình xịt thì gần như mà mình cũng thấy được sự hiện diện của nó, nên là mình tin là em này tầm nửa cánh tay, hơn nửa cánh tay. Và cái độ lưu hương ấy, thì hôm trước tôi có xịt tổng cộng là 5 ngày, thì tôi thấy rằng là 3 ngày đầu tiên và những ngày trời mát thì nó lưu rất tốt ở trên da, tầm 8 tiếng nó là thừa sức. Nhưng mà với những cái ngày mà trời hơi nóng một tí, tầm 30 độ thì mùi hương này nó chỉ còn tầm 6 tiếng thôi. Tại vì mình cũng vận động nhiều nữa nên là mình thấy rằng là độ lưu hương nó giảm đáng kể so với những cái ngày trời mát mẻ. Sorry các ông, tôi ngắt nghỉ không đúng đoạn, tại vì tôi mới bị Covid xong nên thỉnh thoảng nó bị hụt hơi, là các ông thông cảm. Đấy, mùi hương này thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ có câu hỏi là có nên mua hay không. Thì với một tầm giá như này, mình phải dùng từ ngon. Mình rất ít khi dùng từ ngon cho những chai nước hoa mà mình cảm thấy rằng là nó không đáp ứng được tất cả những tiêu chí hoặc là trong tầm giá. Nhưng mà đây là một trong những chai nước hoa các bạn nên mua. Nếu như nhá, đây chỉ có một cái lưu ý duy nhất. Nếu như bạn là người thích Eros, bạn là người thích Landuil de Nome, bạn là người thích những cái nét ngọt của Jack Club hay là của những cái mùi trái cây chín như mình đã vừa kể ở trên, thì đây chắc chắn là một chai nước hoa nó có một cái vai lịch sự hơn. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã từng thử qua em nói chưa? Feedback ở phía dưới nhá. Tôi còn có mấy chai của nhà này nữa cơ, nhưng mà thôi, để mùa đông làm, tại vì tôi có con clone của Tuscan Leather rất là ngon của nhà Tom Ford. Em này cũng nhà này làm clone luôn, phải nói là đỉnh cao, mùi rất giống luôn. Nhưng mà thôi, để lần sau lạnh lạnh một tí tôi sẽ làm cho các ông. Và đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin phép, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.